nóng, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhiều cán bộ liên quan đấu giá đất của Đường Nhuệ. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ luật hình sự với các đối tượng bao gồm: 1. Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình. Thứ hai là Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, trú tại tổ 7 phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, là đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình. Thứ ba là Trịnh Thị Minh Thúy, sinh năm 1970, trú tại tổ 5 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là trưởng phòng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên, Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình. Thứ tư là Hà Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại tổ 9 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó, trao đổi với chúng tôi, luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ nhóm của Đường Nhuệ đã có những hành vi đe dọa những ai tham gia đấu giá hoặc ép không cho họ đấu giá. Luật sư Hòe cho biết, theo như báo chí đã đăng tải thì công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương trong quá trình hoạt động có dấu hiệu tạo sức ép, uy hiếp đối thủ trong cuộc đấu giá bất động sản. Ông Hòe phân tích, pháp luật quy định khi bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản liên quan, mọi người nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Tuy nhiên, theo báo chí đưa tin, bà Nguyễn Thị Dương thường đi cùng chồng và một nhóm người. Nhóm này có hành vi đe dọa những ai tham gia đấu giá hoặc ép không cho họ đấu giá. Việc làm này có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản là gây rối trật tự tại nơi bán đấu giá, đe dọa đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản. Ngoài ra, hành vi này có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo đó, thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng lên đến 1 tỷ hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm theo điều 218 Bộ luật hình sự năm 2015. Bên cạnh đó, kết quả mua bán đấu giá mà công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương đã mua mà bị vi phạm ở các điều cấm thì hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ bị vô hiệu theo điều 72 Luật đấu giá tài sản. Hơn thế nữa thì theo phản ánh từ báo chí, những vi phạm trên trong hoạt động mua bán đấu giá của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương, một số cơ quan có liên quan đã tố cáo hành vi vi phạm trái luật. Tuy nhiên, sự việc này đã không được Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.